nằm mơ thấy người lạ chết là điểm báo gì mơ thấy người lạ chết là giấc mơ chứa đựng nhiều ẩn số mà tác nhân chủ yếu là do người lạ gây nên xem thêm nội dung giấc mơ để có thể biết các thông điệp nằm mơ thấy người lạ chết là điểm báo gì giải mã giấc mơ thấy người lạ chết nằm mơ thấy người chết đối với mỗi người chúng ta đó chính là yếu tố tâm linh và là điểm báo trước trong cuộc sống sẽ có nhiều giấc mơ đến với bạn sẽ là dấu hiệu cho những điều tốt may mắn và giàu sang nằm mơ thấy người lạ chết có nghĩa là bạn đang lo lắng cho người khác bên ngoài bản thân mình bạn quan tâm đến phúc lợi của người khác, và điều này có nghĩa là bạn đã trưởng thành như một con người. Nằm mơ thấy người lạ chết đuối nằm chiêm bao thấy người lạ chết đuối chứng tỏ bạn đang gặp nhiều khó khăn, bí bách chưa có giải quyết phù hợp khiến bạn cảm thấy hoang mang, lo lắng. Nằm mơ thấy người lạ chết trong nhà mình trong một số trường hợp nếu tình hình sức khỏe của bạn không được tốt mà bạn nằm mơ thấy người chết và là người bạn không quen biết thì đây là điểm xấu. Bà bầu nằm mơ thấy người lạ chết theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia, việc bà bầu mơ thấy ai đó không quen chết là điểm báo không tốt lành giấc mơ này thể hiện bạn và hàng xóm đang có nhiều mâu thuẫn với nhau bên cạnh đó việc mơ thấy người lạ chết còn báo hiệu tình trạng sức khỏe đang gặp vấn đề bạn đang quá tập trung vào công việc dẫn đến căng thẳng stress ảnh hưởng đến sức khỏe vì vậy nếu có thể hãy dành thời gian đi du lịch chăm sóc lại bản thân cho thật tốt có như vậy thì cuộc sống mới trở nên tốt đẹp và tràn ngập niềm vui hơn nằm mơ thấy người lạ bị tai nạn chết theo các chuyên gia giải mã giấc mơ họ cho rằng giấc mơ chính là chiếc gương phản ánh những điều đã đang và rất có thể sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Mơ thấy người lạ chết vì tai nạn khi bạn mơ thấy nhiều người chết do tai nạn điều này có nghĩa bạn đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ vì vấn đề nào đó. Chính điều đó khiến cho tinh thần của bạn luôn không được ổn định và dễ làm ra những chuyện sai lầm. Mơ thấy người lạ chết treo cổ giấc mơ như đang dự báo về một sự bế tắc, muốn kết thúc mọi chuyện bằng cách tự tử để có thể giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên việc tự tử thường khó khăn và ám ảnh nhiều người việc suy nghĩ liên tục như vậy sẽ hình thành giấc mơ này. Nằm mơ thấy xác chết cháy có thể cho thấy rằng bạn đang trải qua giai đoạn bị cám dỗ về tình dục, bạn muốn mở mang đầu óc và vui vẻ. Trong năm qua, bạn đã không còn hứng thú với thể xác và quên đi những ham muốn của mình. Mơ thấy người lạ chết đánh con gì? Người lạ chết 03, tám nằm mơ thấy chết đuối sống lại, không 06. Nằm mơ thấy chết sống lại, 62, 74 Nằm mơ thấy người chết sống lại, 85, 37. Nằm mơ thấy hai người đàn ông cùng chết đuối là số 06, 04.